Đây là cái máy mà tụi Hoa mua hàng kiểu mà hàng cũ ở trên mạng á, người ta không có dùng nữa, người ta bán á, mà nó còn mới tinh luôn cả nhà ơi. Tại vì cái này á, anh bán anh nói hả là anh mua để mà trưng bày thôi chứ không có dùng, mà ha bán lại một nửa giá luôn á, mà lại đúng cái màu ha, thích nữa, màu hồng Nè hả? đẹp quá, thích quá. Tại vì tụi Hoa tìm mua trên mạng mới đầu là đang không biết mua mới hay mua cũ. Mua mới á, thì giá tới tận 700-800 euro á. Xong rồi cái hả Hoa coi trên cái chỗ mà người ta bán hàng second hand á, thì thấy hả anh này anh bán, trời ơi, đúng thiệt đã luôn, còn mới tinh, màu hồng nữa. Mà cái màu hồng này là cái hàng mà giống như kiểu là hàng phiên bản giới hạn á. Nhà cũ mà nhìn mới Cũ mà mới. mới Dạ, tại vì người ta không có dùng, người ta đúng mua về rồi ta trưng bày bánh thôi. giỏi Thích không Alex? Cái này là cho Alex làm bánh nè. đúng rồi thì làm bánh gì Để làm bánh mì bánh giỏi bánh ngọt ha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì bây giờ ở có nhà biết Hoa là cái sẽ thử dùng cái máy này coi coi là nó hoạt động có hiệu quả không nha. quay Tại vì nhiều khi là mình mua mà mình cũng sợ là lỡ mà nó bị hư hay gì thì mình còn có thể trả lại được. Cái máy này á, thì nó có tên là KitchenAid, là có xuất xứ từ bên Mỹ và cũng được sản xuất ở Mỹ. Thì nó có nhiều công dụng khác nhau sẽ lắm cả còn bánh nhà. nhỏ Ví rồi dụ như là mình có thể để cái thố như vậy xíu nè không để mà được mình trộn bột, mình làm bánh, tí mình đánh ngon bông lan, mình sẽ đánh bông kem á. Còn mà ở trên cái trục xoay này á, thì mình có thể gắn nhiều cái phụ kiện khác nhau. Ví dụ như là nhà Hoa là đang gắn cái phụ kiện để mà mình xay thịt. Xong rồi sau đó là mình có thể đổi sang một cái phụ kiện khác. Ví dụ như là để mình cắt rau củ quả, rồi mình làm nước ép, rồi mình làm mì Ý, rồi làm những cái cọng mì tươi á. Cho nên là đó là lý do mà tụi Hoa mới quyết định là mua cái máy này nè, tại vì để làm những cái bánh ngọt, xong rồi còn thêm cái xay thịt này cho Hoa nữa. Tại cái này được một cái á, là mình có thể á, là mình tự lựa những cái miếng thịt cái mà mình muốn, xong rồi sau đó mình xay ra. Chứ còn ở trong siêu thị bán á, là nó sẽ hay có mỡ mỡ nhiều lắm, ăn nó cũng thịt nó bị bở á, hoặc cảm thấy nó không có được ngon. Thích không? Còn hồi trước đó là Hoa hay dùng cái cối xay thịt đó, thì mà xay như vậy là cái thịt nó bị dính dính á, cho nên có những cái món ví dụ như là cháo thịt bằm hoặc là thịt bằm xào hoặc là ví dụ như đó, hả, là bánh cuốn á thì cái thịt nó dính như vậy á, bực bội lắm. Minimum. Còn cái này á, là tụi Hoa bỏ bột mì với lại trứng vào để mà cho nó trộn á, tụi Hoa thử coi là nó có trộn ok không. Với lại nó cũng có nhiều mức độ từ 0 cho tới 10, tùy theo cái mức độ mình muốn. Mà Hoa thấy cái mức số 2, số 4 nha là nó đã nhanh lắm rồi á. Mà hay lắm nha, nó trộn bột một hồi á là cái khối bột nó sạch trơn luôn á, ở trên cái thành bột nó không có còn dính một miếng bột nào nữa. Nói chung á là tụi Hoa mua được cái máy này là cực kỳ ưng luôn, là tại vì á mua được có một nửa giá à. Chứ nếu mà mua mới hẳn luôn á là tới tận 700-800 á, còn này tụi Hoa mua chỉ có 400 thôi. Sau khi á mà Hoa xay thịt xong á thì Hoa sẽ trộn thịt heo với thịt bò lại mà để Hoa làm bò cuốn lá lốt. Lâu lắm rồi là nhà Hoa chưa có ăn món này á, mà sẵn hôm bữa là Hoa tụi Hoa đi chợ châu Á, cái tụi Hoa thấy nó có bán lá lốt. Mà lá lốt là không phải lúc nào chợ châu Á nó cũng bán đâu, lâu lâu là tụi Hoa mới thấy. Thế là Hoa mới mua về để mà sẵn là Hoa làm luôn. Chứ còn ở nhà Hoa là có một chậu lá lốt, Hoa trồng chắc cũng được khoảng 2-3 năm rồi đó, nhưng mà ăn mới được có một lần à. Tại vì nó lớn chậm lắm, không có cái đó là chỉ để ngắm thôi chứ không có để ăn. Nhà Hoa là hay thích ăn cái bò mà cuộn lá này lắm, cho nên thường nếu mà Hoa đi chợ châu Á mà Hoa thấy có lá lốt đó là Hoa sẽ mua về, hoặc là sẽ đợi tới cái mùa mà có lá tỏi gấu á. Lá tỏi gấu thì bị cái là cái lá nó nhỏ hơn, cho nên cuốn á là mình phải chập 2-3 lá lại thì mới cuốn được, nhưng mà nó thơm cái mùi tỏi lắm. Thì thường á là vào tầm khoảng tháng 4, tháng 5 á là nó sẽ có lá tỏi gấu, nên tụi Hoa sẽ hay đi vào rừng để mà hái ăn. Hoặc là tới hè mà có lá tía tô á, thì Hoa cũng có hái lá tía tô vào để mà Hoa làm mà bò cuộn lá tía tô ăn cũng ngon lắm nha. Cái có một lần á là Hoa cũng dùng thử là cái lá nho, tại vì nhà của cô Alex là có lá nho nhiều lắm, xong rồi cái Hoa mới lấy cái lá nho để mà Hoa cuộn thử. Nhưng mà sao ăn á, cái tại vì cái lá nho nó có vị chua chua hay sao, nói chung á là ăn không có hợp khẩu vị.
Ở bên này là ba cái vốn miếng bán hỏi là người ta không có bán tươi đâu, mà đa số là tụi Hoa sẽ hay mua những cái đồ khô về á, xong rồi tới chừng mà dùng á thì mình chỉ việc luộc hoặc là mình trụng qua nước sôi thôi. Ví dụ như cái bán hỏi này nè là không có cần luộc đâu, chỉ cần nấu nước sôi xong rồi sau đó hay là ngâm nó trong tầm khoảng 1 phút á là bắt đầu nó mềm, rồi mình lấy ra mình cuộn mình ăn luôn à. Bán hỏi bò lá lốt hôm nay thì nhà Hoa sẽ ăn nước mắm với lại nước cốt dừa nha. Cô chú anh chị mà nghe nước cốt dừa thì thấy là lạ rồi đúng không? Nhưng mà cái này là cái kiểu ăn ở dưới quê của Hoa, tức là mỗi lần mà bán hỏi thì là sẽ chan nước cốt dừa. Nước cốt dừa thì mình sẽ pha nó có cái vị mặn mặn ngọt ngọt. Khi mà chan vô viên vậy là ăn nó sẽ béo, và mình chan nước mắm nước tương vào ăn kèm ngon lắm kìa. Cho nên là Hoa làm như vậy, cái nhà chồng Hoa ăn là cũng thấy thích, cho nên cứ mỗi lần mà làm bán hỏi là sẽ hay có kèm nước cốt dừa vào. Avec la sauce là c'est piquant? Celle-là? Non, ça non, va non, pas. Non, non. Très bon. Et vaut mieux, normalement, tu mets quoi, celle-là ou... Oui, et avec la sauce... Coco. Oui, la sauce de lait de coco, si vous voulez. Et ça, tu mets sur le riz? Oui. Moi, j'aime mieux la sauce-là. T'as pas de croquettes, les filles? Bah, les chats, ça fait que ça, manger, dormir. Ah oui, t'es d'accord, hein. C'est de toi que je parle. C'est très bon. La sauce de poisson. Merci. C'est très bon, là. Ah bon? Ça, c'est du lard. C'est une fois une amie, hein. C'est un peu comme l'ail des choses. Ouais, ah, ça fait un peu comme ça. Mais c'est lui qui a parfumé. Qu'est-ce qu'il y a de plus en mettre? Parce que Juan avait mis ce matin. C'est très bon. Ah ouais, moi j'adore ça. On peut pas prendre les... Non, 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 parce qu'après on oublie, Loa. Ouais. C'est la peur d'oublier comment on fait comment après. Si, c'est je fais pas assez. Si, c'est vrai. Oui. Oui, c'est vrai, il faut pratiquer. Voilà. Cái sốt nước cốt dừa này nè thì Hoa cho một tí xíu muối, một tí xíu đường, kiểu mình nêm sao mình thấy nó có cái vị mặn mặn ngọt ngọt á. Xong rồi sau đó là mình sẽ bỏ hành lá vào. Thì khi mà mình ăn bánh hỏi là mình sẽ chan vào bánh hỏi, xong rồi mình ăn kèm với nước mắm hoặc là với nước tương. Hồi xưa nha, là Hoa nhớ hồi nhỏ là Hoa ăn á, là Hoa chỉ cần một dĩa bánh hỏi mà chan nước cốt dừa này mà ngồi ăn không thôi đấy nha, không có cần phải có thịt heo hay gì hết. Hoa qua đây á, thì mới đầu là Hoa làm cho một mình Hoa ăn thôi, nhưng mà sau đó là ba mẹ với lại Alex ăn thử cái thấy ngon quá, cho nên giờ mỗi lần ăn bánh hỏi là đòi phải có nước cốt dừa. Ouais, c'est bon. Mmh. Très bon. Toi. Ça fait longtemps. Oui, il y avait longtemps, c'est pas comme. Elle est cacao, elle est si tu veux. Non, mais il y en a là, ça suffit. Merci. Non, j'en veux bien un peu, ouais. Merci. Non, encore ça là-bas, vous pouvez connaître. Il y en a encore là-bas. Il y a du gâteau hein, aujourd'hui. Oh, c'est ça. T'as acheté du gâteau? Ben, j'ai acheté hier. Je me rappelle plus. Tu l'avais dit? Ah ben, je ne sais pas, mais t'étais... Oui, mais t'étais en train de regarder la télé. La sauce coco, c'est bon. Ah ouais, c'est délicieux avec la sauce coco. Hein. Ouais. Moi, j'adore la sauce coco. Mmh, c'est bon. Très bon. En fait, non, elle va juste sortir. Très bon. Très, très bon. Encore. Ah, t'avais déjà mangé ça, tu te souviens? Une fois. Oui, ça en a déjà mangé. Oui, plusieurs fois. Non, plusieurs fois, même. Tu avais fait aussi avec la... L'ail des ours, une des ours. Mmh. Oui, c'est ça. Ça, c'est bon aussi avec l'ail des ours. Mmh. Oui. Bon, on avait au supermarché du tofu avec l'ail des ours. Au supermarché des ours. Ah ben, il y a. Y a qu'on fera quand y a, on aura. Il y en a aussi à la vie claire, je crois. Ah ouais? On essayera quand il y a le. Cái món bò lá lốt này nè, được một cái là nếu dụ như nếu mà mình mua nhiều nhiều về á, xong rồi sau đó ha là mình cuộn lại, mình bỏ vào từng hộp rồi mình bỏ vào trong tủ đá, thì khi nào mà mình ăn á, mình lấy ra mình chiên lên ăn á, nó cũng ngon lắm.
Cái lá lốt này là nó thích cái khí hậu nóng ẩm, cho nên ở Việt Nam mình là dễ trồng lắm. Chỉ cần để một gốc ở trong vườn hoặc là ở dưới quê là nó mọc đầy, nó lan ra, nhìn thấy mê luôn á. Nhưng mà ở bên đây không nha, nó ẩm ương kinh khủng luôn. Để mà hơi trồng được nó là lúc nào là nhà hoa là cũng phải để ở trong nhà, để gần ngay cái cửa sổ vậy đó. Xong rồi là mùa hè cũng không có bưng ra ngoài được đâu, tại vì thời tiết nó buổi tối nó lại bưng ra ngoài là nó héo liền. On voit encore la bonne, oui. Ah, moi je veux bien, oui. Ouais, je te mets le reste, Alex. Oui, je peux. Bon, tu veux prendre le reste si tu veux. Moi j'ai pris un bout de pain pour essuyer. Oui, mais parce que j'en ai assez que trois. Ça, c'est du riz tout seul, non? Non, c'est la même chose, mais sans pas roulé et sans le sans les oignons. Ah oui, d'accord. Que ça casse, c'est le... Des fois, ça casse. Oui, c'est un rare, ça. Oui, c'est ça. Ça se mange quand même. Hein. C'est pareil. C'est le rabot. Voilà, c'est moins la présentation. Mais si tu roules comme ça, c'est beau aussi, regarde, tu vois. On voit pas la différence. Hein. Ouais, ouais. Vider la tasse, puis... Ça, c'est les gâteaux qui vont bien avec le café, ouais. Ở bên này khi mà ăn những cái đồ ngọt, ví dụ như bánh ngọt, bánh kem hoặc là mứt, thì người ta sẽ thích dùng cái cà phê hơn, chứ không có phải như mình là mình sẽ uống trà. Tại vì cái vị đắng của cà phê với lại cái vị ngọt nó sẽ hòa quyện với nhau. Chỉ có ai mà ví dụ như là không uống được cà phê hoặc là không thích cà phê như Hoa đi, thì Hoa sẽ không có uống, thì mới dùng trà thôi, chứ còn lại là đa số là ai cũng sẽ uống cà phê hết. Nhưng mà cà phê ở bên đây là kiểu cà phê pha máy, cà phê loãng, chứ không phải là cà phê đậm đặc như ở Việt Nam mình đâu. Hoa cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video này nha. Nếu mà cả nhà thích kênh của Hoa thì cả nhà bấm thích và đăng ký kênh Hoa và Alex của Sống Pháp. Tạm biệt và hẹn gặp lại vào những video sau nha.